Vâng, bây giờ sẽ là thời lượng cho chuyên mục Hotline. Đây là chuyên mục mà chúng tôi ghi nhận rất nhiều những ý kiến phản ánh của quý vị khán giả ở khắp mọi miền cả nước và từ đó có những phản hồi với những vấn đề mà quý vị đang quan tâm. Qua số điện thoại Hotline của kênh VTC9 thì chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khán giả cho biết là từ nhiều năm qua trên địa bàn phường này, khu vực gần cổng công an phường Thanh Trì có một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể theo người dân, bãi rác này tồn tại ở đây đã lâu, người dân cứ vô tư mang rác ra đổ, mặc dù chính quyền đã cắm biển cấm đổ rác nhưng vẫn không có tác dụng. Tình trạng này khiến cho khu vực xung quanh ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi thối bốc lên vào những ngày nắng nóng. Đáng chú ý là khi chính quyền nhắc nhở, xong chỉ được một thời gian người dân không đổ rác bừa bãi, sau đó lại tiếp tục tái vi phạm. Người dân địa phương đề nghị chính quyền có biện pháp xử lý tình trạng trên.